mời. Đập vỡ cây đàn tận đời, đập vỡ cây đàn. Người ơi, người ơi, tình ơi, tình ơi, đập vỡ cây đàn dần đời bạc trắng như vôi, giận người điên đảo quên lời. Đập vỡ cây đàn giận người con gái yêu đàn, buồn ơi buồn ơi, làm sao để vơi. Đập vỡ cây đàn giận người đôi trắng thay đen, giận đời trở như bàn tay. Thời gian để quý vị khán giả theo dõi trực tiếp tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của người chơi vừa xong ca với anh Quốc Đại. Xin mời quý vị, 10 giây bắt đầu.
thời gian bình chọn đã kết thúc. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Và lần đầu tiên thì cho phép Duy Dương đợi trên đỉnh chào đến quý vị giám khảo và cùng quý vị khán giả hội trường hôm nay, và cũng như cô chú anh chị em đang xem màn ảnh nhỏ, cũng là chúc sức khỏe, thân thương và trân trọng nhất ạ. Có vẻ như đây là lần đầu tiên Quốc Đại gặp Duy Phương. Không, đúng rồi, lần đầu tiên mà khi mà Phương bước ra và Phương cất tiếng hát á, ôi trời, sao mà giọng đặc biệt dữ vậy. Không có gì hơn là mong rằng anh có một dịp mời em hát song ca cùng anh một ca khúc mà nào đó ngoài ca khúc này. Và hôm nay thì thật sự là khi mà hát cùng với Phương thì mình cứ thoải mái hát, mình không có nghĩ là mình hỗ trợ cả, mình chỉ nghĩ là mình hát cùng với một người đồng nghiệp khó giọng ca thật là hay, đúng không quý vị? Em bị ấn tượng với cái giọng hát của anh quá, đều chắc chắn, đều đẹp và quan trọng là lại rất là thật, cái tình cảm rất chân thật, em rất là thích. Anh cảm ơn em nhiều. Nói về hạt hay thì anh cũng bàn từ cái câu chuyện hạt hay của Duy Phương được rồi. Bởi vì em là một tiếng hạt nồng nàn, em hay từ ngày đầu tiên gặp. Và trong cái tiếng hạt của em nó có cái mộc mạc của một chàng thợ xây, nhưng có cái sự điêu luyện của một người nghệ sĩ. Dạ, yeah. Nói đại rất là nhiều, chân cảm ơn. Cũng Duy Phương cũng cảm ơn MC đẹp trai. Hồi nãy giờ rất là nhiều. Thôi anh được khen em nữa mà, em cảm ơn buổi đấy. Cảm ơn Duy Phương một lần nữa. Hãy đến
nơi con tim này luôn có tình yêu dấu kín cùng thương nhớ cho em. Người nói thương anh đi, nói thương anh đi, để cho con tim này đừng ngóng trông hao gầy. Hãy đến bên anh đi và để cho tình trọn vẹn chúng ta, vì nơi con tim này luôn có tình yêu dấu kín cùng thương nhớ cho em. Có chút thương nhớ, có chút thương, có chút bối rối, có chút bối rối, có chút yêu dấu tình ai. Người hãy đến bên anh này, nói yêu mình anh tôi, để cho lòng thân mến. Bây giờ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho tiếng hát của chàng trai này. Chúng ta sẽ có 10 giây, nếu như chọn thì nhấn phím A, không chọn thì nhấn phím B. Thời gian bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Và cùng Khanh làm quen với chàng trai này nhé. Xin chào bạn. Dạ, là nói đầu tiên cho em gửi lời chào đến bốn vị khách mời, các khán giả tại trường quay và cũng như các khán giả đang xem trên đài truyền hình. Dạ, em tên là anh Tuấn ạ. Dạ, hiện đang là ca sĩ tự do ạ. Xin chào anh Tuấn. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe ba khách mời chia sẻ về tiết mục Trót Yêu này. Chị Ngọc Liên. Thật sự bước ra sân khấu là chị thấy em là chắc chắn là sẽ hợp với Bách. Đúng là Bách đã hỗ trợ cho em cái phần trình diễn này rất nhiều. Em nên cảm ơn Bách đi. Em hát một cách coi như là hết mình của mình. Và bè qua bè lại nữa, mà nhờ cái sự bè của Bách quá hay luôn. Cho nên cái bài hát này làm hai giọng của anh em, hai anh em là hòa quyện với nhau để có một tiết mục thật là hay. Cảm ơn chia sẻ của chị Ngọc Liên. Em muốn nghe chia sẻ của anh Kim Tử Long và chị Vân Khánh. Bài Trót Yêu, giai điệu nó quá hay rồi, rồi cộng hai cái giọng hát quá tuyệt vời nữa thì nó bùng nổ ra. Tuyệt vời, chúc mừng. Chị Vân Khánh ơi, chị thôi, nghĩ gì? Ý này cộng lại như trên đi. Dạ, cảm ơn chia sẻ của các khách mời rất nhiều và chúc mừng cho Dương Anh Tuấn. Bạn đã hoàn thành tiết mục của mình và chúng tôi hy vọng rằng phần trăm bình chọn của khán giả dành cho bạn cũng sẽ thật là cao. Nghe gì không? Từng hạt mưa đã gọi tên. Anh bỗng thấy thương cây bàng non, thương chiếc bóng cô phòng. Đâu là cô đơn nếu mình nghe nhau trong hạt mưa, nghe tiếng khóc mưa rơi, nghe tiếng mưa cười và tiếng trái tim từng đêm gõ trên lá bằng nó. Em nghe gì không hỡi em? Vì anh thương em như thương cây bàng non, cây nhớ ai làm sao nói được. Vì anh thương không cần trước sau, vì anh đã đặt mình ở hướng của cô.
cơ, từng hạt mưa đang gọi tên. Anh bỗng thấy thương cây bàng non, thương chiếc bóng cô phòng. Đâu là cô đơn nếu mình nghẹn nhau trong hạt mưa, nghe tiếng khóc mưa rơi, nghe tiếng mưa cười và tiếng trái tim từng đêm gõ trên lá bằng non. Em nghe gì không? Em hỡi, vì anh thương em như thương cây bàng non. Cây nhớ anh làm sao nói được, vì anh thương. Không cần trước sau, vì anh đã đặt mình ở hướng vô cùng. Vì anh thương em, anh thương em như thương cây bàng, như thương cây bàng non. Cây nhớ anh, cây nhớ anh, làm sao nói, làm sao, làm sao nói. Vì anh thương em như thương hạt mưa non dài, vỡ rồi mà có được đâu. Anh thương em sẽ không cần trước sau, vì anh đã đặt mình. Thưa quý vị, và đó là tiết mục vô cùng. Một bên thì dữ dội và mạnh mẽ, một bên thì rất là sâu lắng và tinh tế. Bây giờ sẽ là 10 giây sau cùng để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho hai tiếng hát này. Thời gian của quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu. Quý vị khán giả một lần nữa. Và trước khi chúng ta biết kết quả thì hãy cùng Khanh lắng nghe những chia sẻ sau cùng của bốn vị khách mời dành cho tiết mục này. Với tiết mục này là bài của mình, cho nên lợi thế vẫn nghiêng về phía của em. Cái bài này danh hơi bị thấp đúng không? Nhưng mà cái nốt thấp của em nó xuống tới luôn. Nó nghe nó đã lắm. Nó không phải vì vậy mà nó làm em lu mờ. Hai bạn hát với nhau rất là ăn ý bè nữa. Tại vì em là giảng viên thanh nhạc cho nên là đâm ra là cái bè của em thì nó quá hoàn chỉnh rồi. Một bên giống như Khanh nói là bốc lửa, giống như là khao khát gì đó. Còn một bên của em là giống như là chín chắn, sâu lắng, nhẹ nhàng. Cho nên là hai giọng hát chị đều thích cả. Chúc mừng hai bạn. Cảm ơn chia sẻ của chị Ngọc Liên ạ. Hai bạn có hai cái sắc thái, cái màu khác nhau. Thực ra thì cái cảm thụ âm nhạc mỗi người mỗi khác nhau. Nếu mà ai nghiêng về cái tự nhiên, những cái gì mà nó mộc nhất từ giải trí thì là đúng là bạn Minh. Tại vì thực sự là chị cũng cảm nhận được trong giọng hát của bạn Minh có cái rất là hay nha. Bạn lên nó tình cảm lắm, nó lên nó mướt vì anh yêu em như yêu cái bàn non. Lúc bạn lên cái feel nó feel nó đã lắm, thực sự là như thế. Đương nhiên là cái lợi thế là đây là bài của bạn Minh, nhưng mà bạn Danh cũng đã rất xuất sắc. Khi bạn Danh đã làm chủ, nói về bạn Danh là làm chủ sân khấu hoàn toàn, về bạn đã chinh phục được cái điều đó, thì thực ra để mà nói lên đem bên bằng cân thì khó mà nói được, phải rất là đau đầu luôn á. Tại vì mình chọn, nhưng mà hôm nay thì Khánh vẫn là để trong lòng và để cái dành cái sự bình chọn này cho khán giả. Và những hai cái giọng ca này, giọng ca nào Vân Khánh cũng rất thích. Và đương nhiên
nó tùy theo thời gian thì bạn Minh, Vân Khánh nghĩ rằng bạn sẽ càng ngày càng tiến bộ hơn và bạn sẽ là một ca sĩ rất có triển vọng. Chúc mừng bạn và chúc mừng bạn. Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn chị Vân Khánh. Cảm ơn những chia sẻ của các khách mời. Bây giờ sẽ là thời gian để cho chúng ta bắt đầu chờ đợi kết quả. Năm 59% và 41%. Số bình chọn cao hơn là của người chiến thắng. Kết quả là Hoàng Minh. Chúc mừng Hoàng Minh là người chiến thắng tại Sóc Tra Giấu Mặt. Bạn đã có 10 triệu đồng. Quý vị thân mến, như vậy là sau 2 phần của tập này, chúng ta cũng biết được người chơi giành chiến thắng, đó chính là Hoàng Minh. Thank you.
Bây giờ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho tiếng hát của người chơi. 10 giây bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Xin chào bạn. Lần đầu tiên cho em xin được gửi lời chào. Trước tiên là xin được gửi lời chào đến bốn anh chị khách mời. Xin chào anh Bạch Công Khanh đẹp trai. Và toàn thể tất cả quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay, cũng như tất cả quý vị khán giả đang xem đài của chương trình Song Ca Giấu Mặt. Em xin tự giới thiệu, em là Thu Thùy. Em là ca sĩ tự do. Thu Thùy. Xin chào Thu Thùy. Xin Quang Hàng ơi, tiếng hát này như thế nào ạ? Với Thu Thùy thì Hà cảm nhận được rằng cái sự rụt rè của cô ấy, cái sự rung động của cô ấy, và cảm nhận được cái sự nhớ mong của cô ấy khi mà cô ấy cất tiếng hát lên là ước gì anh ở đây giờ này. Giọng hát của Thùy nó làm lay động trái tim của chính bản thân Hà, và nó làm cho Hà cảm thấy rằng là ở đây không phải là một cô gái, một thí sinh nữa, mà đây là một cái partner để mình có thể nâng niu. Quý vị có thấy rằng là khi mà Hà cất giọng lên cùng với Thu Thùy thì bản thân Hà cũng điềm đạm lại hẳn hơn. Em cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn những lời khen của anh Quang Hà dành cho tiếng hát của Thu Thùy. Khanh mời chị Ngọc Liên. Với cái giọng của em á, thì không cần gì kỹ thuật, không cần. Em hát như vậy là cũng đã truyền tải được cái tâm tư của em rồi. Người nghe cũng nghe rất là dễ chịu. Hôm nay thì chị thấy được cái riêng của em, nó không có bị bắt chước một ai hết. Thì chị chúc mừng điều đó. Em nên cảm ơn anh Quang Hà. Cảm ơn chị và cảm ơn anh Quang Hà rất nhiều. Cảm ơn chị Ngọc Liên ạ. Bây giờ chúng ta sẽ nghe những chia sẻ của chị Vân Khánh. Cái giọng của bạn nó trầm ấm, nó rất là cảm xúc. Đặc biệt là những cái feel hoặc là những cái luyến lấy của bạn á, nó nhẹ nhàng, nó bạn như kiểu là một người phụ nữ có những cái trống nội tâm và có những cái tình cảm rất là sâu sắc, và bạn hiểu được cái nội dung của bài hát và bạn truyền tải được cái điều đó. Và chúc mừng bạn, hôm nay bạn đã làm rất tốt cái phần biểu diễn của mình. Dạ, em xin cảm ơn chị Vân Khánh rất nhiều. Cảm ơn chia sẻ của các khách mời ạ. Dịu dàng như làn mây qua ngã tư này mang về đây.
rơi từng ngày trông theo dáng nghe. Để cho quý vị khán giả bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của cô gái này. 10 giây bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Và chúng tôi sẽ tạm thời giữ bí mật con số này. Bây giờ thì chúng ta sẽ làm quen với cô gái này ạ. Dạ, em xin chào ba vị khách mời của chương trình, cũng như là anh Bạch Công Khanh, cũng như là anh Duy. Em tên là Lâm Hỷ ạ. Lâm Hỷ, chào Lâm Hỷ. Tiếng hát của bạn như thế nào anh Duy? Đầu tiên thì anh rất là bị ấn tượng bởi cái phong cách của bạn, rất là cá tính. Anh nghĩ là tiết mục vừa rồi nó thực sự hơi khó để mình matching một xíu. Tại vì đây bản thân không phải là một bài để song ca. Nhưng mà em rất là ok, em rất là biết cách để mà em thích nghi. Cảm ơn anh rất nhiều ạ. Bây giờ chúng ta sẽ nghe các khách mời chia sẻ về tiếng hát và phần biểu diễn của Lâm Hỷ. May cho Lâm Hỷ đó là em lợi thế được một cái là em cặp đôi với cả Nguyễn Hoàng Duy, là một cái người rất nhanh nhạy, hát bè hay hát đuổi hay hát phiêu là cực kỳ giỏi. Và ngày hôm nay cái tiết mục của Lâm Hỷ nó làm cho mọi người bừng tỉnh với một cái sự tươi trẻ trong cái hát Bóng Mây Qua Thềm này. Chúc mừng. Đồ sáng như này, lấp linh như này mà sao không bừng được ta. Bây giờ chúng ta sẽ nghe anh Nguyễn Văn Trung chia sẻ về tiết mục này. Anh thấy tiết mục này nó rất là hay, nó rất là dễ thương, là bởi vì nó được tròn vẹn á. Là vì Lâm Hỷ như là một ca sĩ chính trên sân khấu, và xung quanh Lâm Hỷ là có rất nhiều người hỗ trợ cho Lâm Hỷ, chứ không phải là một mình Duy. Cuộc tình anh dành cho em, đam mê đắm say kiếp kiếp. Em ơi, tìm đâu xa nữa. Em ơi, cuộc đời không đẹp như mơ, đau thương dối gian từng giờ, yêu đương cũng như là mây bay qua. Mơ chim núi xa nguồn gió. Em ơi, mùa xuân đang có trong tay. Một mùa xuân thật nan vui, yêu đương chắc cao đầy trời. Đau thương đã như chìm sâu vào. Rời xa giông bão vui như tháng năm không xa, và câu hát say mê đầy chợt cao vút. Cuộc đời như là chim bao, cơn vui thoáng qua đã mất.
Em ơi mùa xuân đâu có bao nhiêu, đừng nhìn xa vời em ơi, xin em hãy mơ thật gần, xin em hãy coi ngày vui là đây. Gió rời xa giông bão, vui như tháng năm không già, và câu hát say mê đời chợt cao vút. Cuộc đời như là chim bao, cơn vui thoáng qua đã mất. Em ơi mùa xuân đâu có bao nhiêu, vời em ơi, xin em hãy mơ thật gần, xin em hãy coi ngày vui là đây. Đừng nhìn xa vời em ơi, xin em hãy mơ thật gần, xin em hãy coi ngày vui là đây. Hay quá. Bây giờ sẽ là thời gian bình chọn của tất cả quý vị khán giả tại trường quay dành cho tiết mục song ca này. 10 giây bắt đầu. Thời gian bình chọn đã kết thúc và số điểm này chúng tôi sẽ tạm thời giữ bí mật. Bây giờ thì hãy cùng Khanh gặp gỡ và trò chuyện nhiều hơn với chàng trai vừa song ca với anh Quốc Đại. Dạ, lời nói đầu tiên cho phép Minh Nguyên xin chào tất cả quý vị khán giả và chào bốn vị khách mời và chào anh Khanh. Em tên Minh Nguyên, em cũng là ca sĩ tự do. Dạ, quê em thì ở Đồng Nai ạ. Xin chào Mạnh Nguyên, bài hát vừa rồi thật sự giọng hát của hai người rất là hợp nhau luôn. Đây là một trong những bài hát gọi là bài hát mẫu của giọng nhạc trường tin Việt Nam. Và Mạnh Nguyên phải cảm ơn anh Quốc Đại là bởi vì thế này, cái phần solo của anh Đại hát rất là nội lực. Và để khi Mạnh Nguyên cất tiếng hát thì giọng ấy là một cái giọng bay bổng, nhẹ nhàng. Và Quốc Đại rất là thông minh, đã hát nhẹ lại. Tức là Quốc Đại không còn hạt 100% công lực nữa. Và những nốt cao, những cái chỗ mà chồng lên cao, luyện lại cao thì Quốc Đại không còn hạt bằng nội lực thẳng nữa, mà em pha qua giọ, dạ thanh để nương theo cái tiếng hát. Thành ra là hai anh em rất là hòa quyện luôn. Nên là một lần nữa anh mừng rằng là anh rất là yêu Quốc Đại và cảm ơn em. Yeah. Cảm ơn anh. Cảm ơn chia sẻ của anh Long Nhật. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
anh sẽ quên hết những bài tình ca viết riêng tặng em. Và em biết trái tim anh có hình bóng ai kia, đâu chỉ riêng em. Và em sẽ không trách anh nữa, chẳng trách anh đâu. Khi ta đến bên nhau, tình yêu rơi. Đó là tiết mục song đấu của Vũ Đức Mạnh và Hải Phương. Bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn. Nếu như quý vị chọn Hải Phương thì nhấn phím A và Vũ Đức Mạnh thì nhấn phím B. 10 giây bắt đầu. Thời gian bình chọn đã kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Chúng ta vừa mới được xem trình diễn của tiết mục không hề có tập trước. Đây là một màn collab, phải gọi là không có lời nào bàn nữa. Anh thật sự phải ganh tị. Anh ganh tị vì tụi em có một cái tiết mục quá xuất sắc. Và anh cũng ước gì anh được biểu diễn như vậy. Cái tiết mục này là đúng là bắt mắt, mắt nghe luôn. Chúc mừng hai em đêm nay thật là tỏa sáng. Bây giờ là
sự may mắn thôi à. Chứ hai người là cũng là 9-10 rồi đó. Dạ vâng, cảm ơn chia sẻ của chị Ngọc Liên. Mặc dù thời gian chuẩn bị cho tiết mục này cũng rất là ngắn, nhưng mà chúng ta cũng thấy được sự ăn ý của hai bạn. Cũng như là Vũ Đức Mạnh, đây không phải là dòng nhạc sở trường của bạn ấy, nhưng mà bạn ấy cũng một cái nghĩa cử rất là đẹp khi mà nhường cho Hải Phương để chọn ca khúc của Hải Phương. Không biết anh Nam Cường thì nghĩ sao? Cường là vô tình chọn trúng hai bạn có hai giọng ca rất là tuyệt vời và lọt vào đến cái vòng cuối cùng như vậy. Đó là một cái sự may mắn của bản thân Cường, rất là may mắn. Khi hai bạn biểu diễn trên sân khấu với hai giọng ca hay thì tạo thêm một tác phẩm tuyệt vời là điều hiển nhiên rồi. Và thật sự cảm thấy hạnh phúc với tiết mục này của hai bạn. Chúc mừng hai bạn. Phải nói rằng đây là một cái sự hòa quyện tuyệt vời. Và biết đâu sau cái chương trình này thì hai em có thể kết hợp với nhau. Một đôi song ca ăn ý với nhau về ngoại hình lẫn về giọng hát luôn. Chúc mừng các em. Cảm ơn chia sẻ của anh Đại Nghĩa và các khách mời còn lại. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau hướng mắt lên màn hình chính để theo dõi kết quả. 51% và 49%, nghĩa là có một người giành được 51% và người còn lại là 49%. Và ai sẽ là người chiến thắng? Đó chính là người nhận được 51%, thưa quý vị. Trời ơi, thả biến cả anh. Và giọng hát giành chiến thắng trong đêm nay là người đã song ca với anh Nam Cường. Chúc mừng Hải Phương. Chúc mừng Hải Phương là giọng hát giành chiến thắng của song ca Dấu Mạ. Bạn đã mang về cho mình giải thưởng 10 triệu đồng. Cả hai tiếng hát này đều đã song ca với anh Nam Cường và chúc mừng anh Nam Cường một lần nữa. Khi nghĩ về một đời người, tôi thường nhớ về rừng cây. Khi nghĩ về mùa rừng cây, tôi thường nhớ về nhiều người trẻ trung như cụm hoa hồng, hồn nhiên như ngàn ánh lửa chiều hôm khi gió về. Cây đã mọc từ thuở nào trên đồi núi thật cằn khổ, cây có hiểu vì sao chim thường kéo về làm tổ, và em như cùng lan mọc từ những cành cố thủ xa kia. Có một cây là có rừng, và rừng sẽ lên xanh, rừng giữ đất quê hương. Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai. Ai cũng một thời trẻ trai, cũng từng nghĩ về đời mình. Phải đâu may nhờ xui chiều, phải đâu trong đục cũng đành, phải không anh, phải không em. Chân lý thuộc về mọi người, không chịu sống đời nhỏ nhoi. Xin hát về bạn bè tôi, những người sống vì mọi người, ngày đêm canh giữ đất trời, rạng rỡ như rừng mai nở chiều xuân.
vẫn nhớ hoài một loài cây. Sống gần nhau thân mới thẳng, có một cây làm có rừng, và rừng sẽ lên xanh, rừng giữ đất quê hương. Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai. Ai cũng một thời trẻ trai, cũng từng nghĩ về đời mình. Phải đâu may nhờ xuôi chiều, phải đâu trong đục cũng đành. Phải không anh, phải không em. Chân lý thuộc về mọi người, không chịu sống đời nhỏ nhoi. Xin hát về bạn bè tôi, những người sống vì mọi người. Ngày đêm canh giữ đất trời, rạng rỡ như rừng mai nở chiều xuân. Xin hát về bạn bè tôi, những người sống vì mọi người. Ngày đêm canh giữ đất trời, rạng rỡ như rừng mai nở chiều thân mến. Và bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả theo dõi trực tiếp tại trường quay bình chọn cho tiếng hát của chàng trai này. 10 giây bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Xin chào bạn. Lần đầu tiên em xin tự giới thiệu, em tên là Thành Danh, em đến từ thành phố Hồ Chí Minh và em xin gửi lời chào đến bốn anh chị nghệ sĩ đang ngồi đây, anh MC và Công Khanh và tất cả các bạn khán giả dễ thương đang có mặt trong trường quay và các khán giả đang ngồi coi chương trình Song Ca Giấu Mặt. Những lời chúc sức khỏe và những lời chào thân thương nhất của em. Anh xin chào Thành Danh. Công việc chính của Thành Danh hiện tại là gì ạ? Dạ thưa anh, hiện tại em đang là giáo viên ạ. Em đang giảng dạy môn âm nhạc. Thảo nào. Bởi vậy anh phải cảm ơn Danh rất là nhiều luôn, khi mà anh và em cùng vào cái điệp khúc và em chuyển hát qua một cái quãng bè. Ôi cái quãng bè nó sao mà nó hay dữ vậy. Vừa bè rồi sau một hồi thì em bè đuổi nữa cho làm cho cái bài hát nó thêm phong phú. Và anh lúc đó anh nói thiệt là anh tự hát cái anh tự nổi da gà. cảm ơn anh Quốc Đại rất nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ nghe những chia sẻ của các khách mời. Phải nói là chúc mừng em một tiết mục tuyệt vời. Đây là một bài hát Donny đóng giày cho em luôn rồi đó. Chị cảm nhận được trong cái bài hát á, em thể hiện rất là sâu sắc. Và em thả tất cả những cái tình cảm của mình vào trong bài hát. Ngoài cái tâm tư ra thì em lại còn xử lý về kỹ thuật như nãy anh Đại chia sẻ. Quá hay. Thường thường là nếu mà khách mời sẽ là người hỗ trợ cho em á, thì thường thường là khách mời sẽ bè hay làm những cái bên ngoài để mà hỗ trợ. Nhưng mà bạn là rất là năng động cái chuyện đó, và bạn bè này rồi bạn hát đuổi nè, các bạn làm những cái bài hát rất là có đầy sắc màu sắc. Cái đó là một lời khen ngợi rất lớn đối với em, và phải nói rằng là chị rất thích cái phần biểu diễn của em hôm nay. Em cảm ơn chị Vân Khánh rất nhiều. Bài hát này dành cho Quốc Đại. Tại vì cái giọng của Quốc Đại dày mà nó bắt mít mà nó nghe nó rất là bén. Nhưng mà sau khi em xuống đó, mặc dù đằng hạ xuống một tông, nhưng mà em hát giọng em vẫn dày, vẫn có cái khoảng rộng làm anh trời đất ơi, hai người này sao làm như là chắc ở trong có tập giật trước kìa, lén lén mình, hoặc là đã gọi điện thoại với nhau. Anh hôm nay anh sẽ bắt số 2 của em. Anh đứng lên trời ơi, giống như là Donny đóng dài bài này cho hai người này vậy đó. Đã không gặp nhau thì làm sao có số mà gọi anh Long. Anh nói là hôm nay là đúng là bài hát này dành cho em và anh Quốc Đại. Nó tròn, nó hay, nó làm cho khán phòng mình nghe cảm giác như đang xem một buổi ca nhạc, một buổi biểu diễn, một buổi biểu diễn đàng hoàng. Chúc mừng em. Vâng ạ, cảm ơn chia sẻ của các khách mời.
một ngày sống bên anh sẽ muôn đời. Dẫu cho mưa rơi đã mòn tháng năm, lạy trời được yêu mãi nhau người ơi. Đừng mang trái ngang chia lìa song đấu sau cùng. Nếu như quý vị khán giả tại trường quay muốn bình chọn cho Mộc Anh thì nhấn phím A, bình chọn cho Nguyễn Hân thì nhấn phím B. Quý vị có 10 giây, thời gian bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Và trước khi chúng ta biết kết quả chung cuộc thì chúng ta sẽ nghe những chia sẻ của các khách mời về hai tiếng hát xuất sắc nhất này sau 2 tuần phát sóng. Xin mời ạ. Với tác phẩm Mùa Thu Lá Bay này thì Nguyễn Hân đã làm rất tốt và hát trên đầu chân cuối rất là ngọt ngào. Và đôi khi Nguyễn Hân còn chủ động hơn cả Mộc Anh trong cái tiết mục này nữa. Thế nên là anh đánh giá cao giọng hát của Nguyễn Hân, từ cách diễn, từ cái cách mà mình đã nhường cho bạn diễn. Cái đó là một cái điều vô cùng đẹp ở trên sân khấu. Cảm ơn chia sẻ của anh Quang Hà. Chúng ta sẽ nghe diễn viên Lê Phương. Có một cái lời khen dành cho bạn Nguyễn Hân, bởi vì bạn quá là play, bạn nhường bạn nữ của mình. Khi mà bạn hát bài này thì Phương thấy sự sâu lắc
ở trong cái giọng hát của bạn á, nghe nó đàn ông, nó trầm và nó cái chữ đớn đau của bạn Phương cũng cảm nhận được cái nỗi đau nó rõ hơn. Còn giọng của anh thì trong bài hát này nó lại có vẻ là nó sáng quá, đôi khi nó lại không có, giống như Phương chưa cảm được cái tình cảm của nó nhiều bằng là cái giọng của Hân. Cảm ơn chia sẻ của diễn viên Lê Phương. Bây giờ chúng ta sẽ nghe ca sĩ Ngọc Liên chia sẻ. Với cái bài mà của chị Liên với em hát song ca với nhau thì chị thấy em đã hòa quyện với chị, vì em cũng hát được cái dòng nhạc bolero trữ tình, nhưng mà em là đã đổi được cái giọng của em hát để phù hợp với chị, cũng giống như để chị hỗ trợ cho em. Mà bây giờ thì chị lại nghe em hát để phù hợp với Mộc Anh, thì em lại đổi hoàn toàn sang cái giọng thật sự của mình qua cái dòng nhạc này, thì chị cảm thấy là em rất thích nghi với từng giọng mà em có thể song ca. Cái đó là điểm mà chị khen em. Cảm ơn chia sẻ của chị Ngọc Liên. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của ca sĩ Phương Khánh. Các anh chị khách mời cũng đã nói nhiều về cái bài hát, cách thể hiện rồi. Riêng chị thì chị cảm nhận rằng là chị nhìn lên sân khấu một cặp đôi, một chuyện tình rất đẹp. Phải nói thực sự là rất là lãng mạn. Chị thể hiện được rõ ràng là thấy trong cái giọng của Hân nó có cái chất tình trong đó. Khi Hân hát một cái câu mà để mà đối qua đối lại với Mộc Anh á, thì chị cảm thấy em là con người sống có rất có nội tâm và có chiều sâu. Nếu mà em cứ đeo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp, chị nghĩ rằng em sẽ rất là thành công. Và chị cũng chúc mừng cho cái tiết mục của hai em rất là dễ thương. Cảm ơn chia sẻ của nghệ sĩ ưu tú Vân Khánh cũng như là các khách mời còn lại. Và bây giờ hãy cùng Khánh theo dõi kết quả chung cuộc quý vị nha. Quý vị thân mến, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau hướng mắt về màn hình chính để theo dõi kết quả của quý vị khán giả tại trường quay để bình chọn cho tiếng hát của Nguyễn Hân và Mộc Anh. Và 53% chính là giọng hát sẽ giành chiến thắng tại song ca Giấu Mặt. Kết quả là Nguyễn Hân, bạn đã nhận được 10 triệu đồng. Và đây cũng là người chơi đã song ca với ca sĩ Ngọc Liên. Rằng lời nguyện cầu đã không giúp ta thành đôi, dẫu biết rằng em đã xa lìa tôi. Hãy nói là cuộc đời này em chỉ yêu mình anh. Hãy nói là cuộc đời này tình ta mãi luôn còn xanh. Hãy nói là cuộc đời này em vẫn luôn cần anh. Dẫu biết tình ta đã không xuân tình xưa, phút giây mình bên nhau còn đâu hỡi anh, vì sao anh đã cất bước ra đi. Bao ngày qua khi bóng anh dần xa, ân tình từng như đã nhòa, nhưng trong lòng em vẫn thầm mong có anh. Người yêu ơi, xin anh hãy trở về. Tình mình giờ như khói mây mà thôi. Dẫu biết rằng lời hẹn thề giờ như ánh trăng dần trôi. Dẫu biết rằng lời nguyện cầu đã không giúp ta thành đôi. Dẫu biết rằng em đã xa lìa tôi. Hãy nói là cuộc đời này anh chỉ yêu mình em. Hãy nói là cuộc đời này tình ta mãi luôn còn sai. Hãy nói là cuộc đời này em. Hãy subscribe.
ân tình từng như đã nhỏ, nhưng trong lòng anh vẫn thầm mong có anh. Người yêu ơi, xin anh hãy trở về. Dẫu biết rằng cuộc tình mình giờ như khói mây mà thôi, dẫu biết rằng lời hẹn thề giờ như ánh trăng dần trôi, dẫu biết rằng lời nguyện cầu đã không giúp ta thành đôi. Đời này tình ta mãi luôn còn say, hãy nói là cuộc đời này em vẫn luôn cần anh, dẫu biết tình ta đã không thay. Dẫu biết rằng cuộc tình mình giờ như khói mây mà thôi, dẫu biết rằng lời hẹn thề giờ như ánh trăng dần trôi, dẫu biết rằng lời nguyện cầu đã không giúp ta thành đôi, dẫu biết rằng em đã xa lìa tôi. Cuộc đời này anh chỉ yêu mình em, hãy nói là cuộc đời này tình ta mãi luôn còn say, hãy nói là cuộc đời này em vẫn luôn cần anh, dẫu biết tình ta đã không thay. Hãy nói là cuộc đời này anh vẫn luôn cần em, dẫu biết tình ta đã Và quý vị khán giả tại trường quay thân mến, bây giờ sẽ là thời gian để quý vị bình chọn cho tiếng hát của cô gái này. 10 giây bắt đầu. Em sẽ không như chị Yến vận động vote đâu. Nhưng mà mọi người hãy vote cho bạn ấy ạ. Thời gian bình chọn đã kết thúc. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Và cùng Khanh làm quen với cô gái này nhé. Dạ vâng ạ, lời đầu tiên cho phép em xin gửi lời chào đến anh MC Bạch Công Khanh, lâu quá không gặp anh. Dạ, và cũng gửi lời chào đến tất cả, đến 4 vị khách mời ngày hôm nay. Và chào tất cả quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay ngày hôm nay ạ. Em tên là Phan Yến Nhi. Chúc mừng Yến Nhi, với riêng cảm nhận của anh thì ngày hôm nay em rất tuyệt vời. Dạ, em cảm ơn anh. Ngày hôm nay với cái cách mà bạn Nhi, bạn ấy đang làm trong cái bài hát này ấy, thì với cá nhân của Yến, đây là lần đầu tiên Yến gặp Nhi và cũng là lần đầu tiên Yến nghe Nhi hát, thì Yến thấy là nó vừa đủ. Đấy là cá nhân Hải Yến nha. Cái điều này á, điều này là cùng chung suy nghĩ với lại Yến nha. Đúng rồi. Đó, bắt tay. Bây giờ cho Khanh hỏi Yến Nhi nè, bây giờ trong 8 bài hát mà bạn tập trong chương trình ngày hôm nay á, bạn mong muốn sẽ được hát ca khúc nào nhất? Dạ, cái bài hát rất là hit trong thời gian vừa rồi mà có thể sẽ được hát với anh Thiên nữa. Ồ. Xem như em chẳng may ạ. Thế thì bây giờ bạn hãy gửi tặng cho chúng tôi một câu trong ca khúc này nhé. Đúng rồi. Dạ vâng ạ. Xin mời. Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây, dại khờ thôi khi đã ăn bàn tay, yêu thương trao hết chỉ giữ lại đây, thân gầy xem như em chẳng may. Nỗi buồn em giấu sau lớp màn mưa, gương cười khi biết em là người giữa hai người, còn lại gì cho nhau ngoài những lời ngon tình quá dư thừa. Em không muốn nghe. Và cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều vì đã dành những lời khen cho Phan Yến Nhi, và Khanh tin chắc rằng tiết mục đó cũng đã chạm đến trái tim của tất cả quý vị khán giả tại đây. Wow. Ta chia tay nhau còn chi nữa, giờ thôi cho nên tiếc vẫn vương. Quên đi duyên xưa, từ ly ta cho nhau lời cuối. Người hỡi anh phải quên em sao? Hình bóng thân ái không nhạt nhòa. Làm sao anh? Chờ 3 ngày rồi mà không chịu ra. Giận gì mà giận dai dữ vậy trời. Chịu ra rồi. Em
ngồi đi chờ 3 ngày đi. Dễ thương. Em ơi, em đừng có giận anh chị mà. Tại hôm qua anh đi trễ chút xíu rồi mà. Chia tay xa nhau từ đây chấm dứt, không quên nhau cho qua mau cuộc tình. Tình này rồi mờ dần theo tháng năm thời gian. Anh ơi, ngày xưa em đã nói nếu ta chia tay nhau chẳng vẫn vương, chẳng buồn, lệ sẽ không ướt mi. Em ơi, lòng anh đang chơi vơi tiếc thương xuyên bấy lâu. Làm sao anh quên em, kỷ niệm xưa nay ta cùng yêu thương đắm đuối bên nhau. Xin một lần mình yên nhau trong phút giây, một lần thôi nói tiếng yêu, lần cuối trở nên âm thầm lặng quên. Ta chia tay nhau còn chi nữa, giờ cuối cho lên tiếng vẫn vương. Quên đi duyên xưa từ ly ta trao nhau. Làm sao anh làm quên? Yeah! Em ơi đừng giận anh nữa nha. Chia tay xa nhau từ đây chấm dứt, không quên nhau trong qua mau cuộc tình. Tình này rồi mờ dần theo tháng năm thời gian. Lòng anh đang chơi vơi tiếc thương duyên bấy lâu. Làm sao anh quên em, kỷ niệm duyên ai ta cùng yêu thương đắm đuối bên nhau. Xin một lần mình nhìn nhau trong phút giây, một lần cuối nói tiếng yêu, lần cuối trở nên âm thầm lặng quên. Ta chia tay nhau còn chi nữa, giờ cuối cho lên là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho tiếng hát của cô gái này. 10 giây của quý vị bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều và hãy cùng Khanh làm quen với cô gái này trước đã. Xin chào bạn. Dạ, lời nói đầu tiên cho dịp phép Giáng Tâm xin kính gửi đến ca sĩ khách mời cùng với khán giả tại trường quay cũng như khán giả đang đón xem trên TV ạ. Xin chào Giáng Tâm. Bây giờ chúng ta sẽ nghe các khách mời chia sẻ về tiết mục thú vị này. Cái tên Giáng Tâm cũng đẹp nữa. Khi mà em bước xuống em hát á, thật sự ra là chị cũng hơi lo cho em, bởi vì anh Long á, là một nghệ sĩ coi như có chiêu trò dễ làm cho nghệ sĩ khác phân tâm khi hát. Mà em
đã từ trên xuống là em đã làm cho mọi người ngạc nhiên, là em chơi đòn phản ngược lại với anh Long, là điểm đó là thấy em là nhập vô bài hát rồi đó. Rồi khi em xuống em cất lên cái giọng hát của em, cái bài hát này, thật sự ra bài hát này rất rất hợp với giọng của em luôn. Bởi vì cái chất giọng của em nó cao á, cách diễn xuất của em với anh Long rất là hòa hợp. Mặc dù anh Long ảnh quậy quá nhưng mà em vẫn giữ bình tĩnh, em không cười, em diễn cho hết bài hát là quá hay rồi. Chúc mừng em. Cảm ơn. Em xin cảm ơn. Hay quá, dán tâm không phân tâm. Dán tâm, dán tâm mà không phân tâm. Anh Hoàng Bách, anh nghĩ gì? Anh Kim Tử Long vẫn cho thấy mình là một người gạo cội và có một cái đẳng cấp chọn người hát chung với mình rất là chuẩn mực. Em nói anh là bái phục. Cái bài này nói chung là sinh ra dành cho hai người. Trời, nó thiệt là dễ thương quá đi. Mặc dù là anh Long anh quậy quá nhưng mà thực sự là tâm tĩnh lắm luôn á chị. Phải bái phục em. Em diễn như không diễn vậy đó. Trời ơi, chị Tha lúc đầu chị còn sợ là em có vấn đề gì, em có lộn không vậy? Sao diễn bé này diễn tĩnh quá vậy? Rõ ràng là như vậy luôn á. Coi như là quá hay. Và đặc biệt là chị thích cái giọng của cô này, cô nhã chữ á, rất là lạ. Và chúc mừng em đã làm rất tốt. Em xin cảm ơn chị rất là nhiều ạ. Cảm ơn chia sẻ của các khách mời ạ. Ngoài một bóng tôi, tình đã khơi rồi mong khó nhạt phai. Trăng khuyên rồi có khi đầy, ngàn cánh rồi cũng sung vầy. Mây bay, bay hoài ngàn. Con thuyền đổ bến tình yêu, ngại gió mưa chiều thuyền vẫn còn neo. Ai đó dù có hững hờ, ai đó dù đã âm thầm ra đi ôm trọn. Âm thầm như nước về khơi, lòng chót yêu người tình khó đổi thay. Hoa thắm rồi có khi tàn, tình ấy chỉ đến một lần, tâm tư thương hoài ngàn. Con thuyền đổ bến tình yêu, ngại gió mưa chiều.
chiều thuyền vẫn còn ra đi ôm trọn niềm thương, thương hoài ôi ngàn năm còn đó, đã mòn mà tình có mòn đâu, tình đâu là tình âm thầm như nước về khơi, lòng chót yêu người tình khó đổi thay, hoa thắm rồi có khi tàn, tình ấy chỉ đến một lần, tâm tư thương hoài ngàn phần bình chọn thuộc về quý vị khán giả tại trường quay. Bây giờ sẽ là thời gian 10 giây. Nếu như chọn cho Diệu Ly, nhấn phím A. Thanh Tùng, chúng ta nhấn phím B. Thời gian của quý vị khán giả bắt đầu. Trước khi đến với kết quả này thì Khanh rất muốn nghe nhận xét của bốn khách mời về tiết mục này. Rõ ràng là khi mà bắt đầu ca khúc này thì anh thấy Tùng chơi rất đẹp, bởi vì đây là ca khúc của em, nhưng mà em đã quyết định chọn một tông thuận lợi hơn cho bạn nữ, và em hát ở cái quãng giọng ở dưới nó thấp hơn, nhưng mà hôm nay em hát rất tốt, nhẹ nhàng đỉnh đạt, đi vào lòng người. Cảm ơn em đã chọn ca khúc này và Diệu Ly đã làm rất rất là tốt. Chúc mừng em. Em thấy hả, hai bạn ngày hôm nay đứng trên sân khấu rất là tuyệt vời. Lại sao lại nhường nhịn mà tao nói nó thôi, say mê lắm. Tôi nhìn cô này là tôi thấy say mê. Điềm đạm khi mà mình chọn về, nếu như là mình chọn về cái bài của mình thì mình phải chọn cái bài lợi thế về mình, tông giọng cũng phải về mình và những cái nốt đẹp tỏa sáng cũng phải là của mình. Nhưng mà đối với Tùng thì chị thấy là có một cái sự nhường nhịn rõ nét, rất rõ nét. Nhưng mà không vì thế giọng bạn lu mờ mà giọng bạn rất là đẹp. Ôi còn gì để nói, nhưng mà sự kết hợp này Ngọc thấy là nó vẫn có sự hòa quyện rất rất là đẹp. Dũng nghĩ là đối với chuyện song ca thì cái việc mà nhường nhịn cái người hát chung là một điều rất là quan trọng. Em đã để cho Ly có những cái chỗ để tỏa sáng, còn Ly thì vẫn như mọi khi. Chất giọng của em có một cái nét rất là riêng. Em hát dòng nhạc nào em cũng đưa cái riêng của mình vào đó và nghe rất rõ một cái sự sang trọng, một cái sự hơi tân thời hơn nhưng vẫn có mong manh gì đó để dựa vào người đàn ông rất là vững chãi, rất là chắc này. Vì thế anh nghĩ rằng là đây là màn song ca thành công. Chúc mừng cả hai bạn. Cảm ơn các khách mời một lần nữa, và bây giờ chúng ta phải gửi một lời cảm ơn đến tất cả quý vị khán giả tại trường quay nữa, bởi vì chính họ sẽ là người giúp cho chúng ta biết người chơi nào giành chiến thắng hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ trên màn hình chính sẽ hiện ra hai con số. Đó là bình chọn của khán giả tại trường quay đã dành cho Diệu Ly và Thanh Tùng. 58% và 42%. Nghĩa là có một người nhận được 58% và người còn lại là 42%. Người chơi nhận được 58% chính là người chơi giành chiến thắng tại song ca giọng mạo. Ai cũng biết đó nha. Và kết quả là
Tù. Chúc mừng Thanh Tù. Giải thưởng của bạn là 10 triệu đồng tại Song Ca Chóng Mặt. Chúc mừng bạn. Thanh Tù cũng là người chơi Song Ca với anh Quốc Đại. Chúc mừng anh. Giò xe chờ đầy hoa phượng, em chờ mùa hè của tôi đi đâu? Trung phương phi em cầm là tuổi tôi 18, thừa chẳng ai hay thầm lặng. Tuyệt vời, thưa quý vị, một tràng pháo tay nữa dành cho Phượng Hồng.
Bây giờ sẽ là thời gian dành cho tất cả quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của chàng trai này. 10 giây dành cho quý vị. Bắt đầu. Thời gian bình chọn đã kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với chàng trai này. Xin chào bạn. Bạn đến từ đâu ạ? Dạ, em xin chào anh MC Bạch Công Khanh. Em xin chào 4 vị giám khảo và quý vị có mặt tại hội trường ngày hôm nay. Kính chào các khán giả đang xem chương trình. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Xuân Dũng. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em đến từ thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai ạ. Yeah. Xin chào Nguyễn Xuân Dũng. Ca khúc vừa rồi có phải là một cái dòng nhạc mà bạn yêu thích hay không? Em thì theo dòng nhạc chính đó là dòng thính phòng và bán cổ điển. Dạ. Nhưng mà khi mà được chị chọn hát bài này thì em cảm thấy là trong mình dạo dực một chút gì đấy, quay trở về tuổi học sinh, sinh viên ạ. Vâng ạ. Đó là chia sẻ của Nguyễn Xuân Dũng. Thế còn Hồng Gấm? Đây là sự lựa chọn đúng đắn nhất của em trong ngày hôm nay. Thì đầu tiên thì bạn rất là đẹp trai. Và mọi người nghe thì mọi người biết là bạn này chuyên về thính phòng. Nhưng qua cái ca khúc này thì Hồng Gấm cảm nhận được bạn thể hiện cái cảm xúc nó rất là dạt dào. Mà ánh mắt thì long lanh nữa. Thì không biết là bạn có nhớ về một cái kỷ niệm nào thời đi học và mối tình nào đó hả? Ngày xưa em đi học ấy thì nói chung là cũng có một chút gọi là tình yêu mà cũng nảy nở hơi sớm một chút. Một chút anh... là bao lâu chút... và bao nhiêu em? Dạ, bao của... nhiêu mối tình và là lúc đó là bao nhiêu tuổi? Dạ có một chút nhớ nhớ, một chút thương thương. Thực ra là bây giờ để mà đếm thì thôi em không xin phép không đếm. Số nhiều. Nhưng mà Gấm nghĩ là nó động lại được trong bạn cái cảm xúc đó để bạn có giọng hát như ngày hôm nay. Rõ ràng là khi mà Dũng hát ca khúc này, bạn còn rất thừa rất là nhiều năng lượng trong bạn. Và em đã biết tiết chế giọng của mình để hợp với ca khúc Phượng Hồng và cũng như là hợp với lại Hồng Gấm. Hôm nay là Hồng Gấm hát quá trời hay. Và sự xuất hiện của Dũng nữa làm cho một cái bài hát nó rất là tuyệt vời. Một cái bên sự nhẹ nhàng, dịu dàng, thì một bên là cứng cáp, vững chãi. Chúc mừng em. Cảm ơn chia sẻ của anh Quốc Đại. Chúng ta có thể gọi đây là một màn song ca rất ăn ý. Anh Long Nhật đồng ý không ạ? Anh còn nói với Quốc Đại, với Nam Cường là dạ như em mặc sớm mới trắng quần tây đen, tại em đâu có biết được anh hát bài gì. Nhưng mà nếu như lần sau gặp lại, anh vẫn muốn nghe một phiên bản nữa của Phượng Hồng 12 em mà nhớ bạn áo dài trắng và sớm đi trắng nghe. Tài trợ làm nhạc không? Rất là đẹp đúng không anh? Anh Nhật ơi, anh tài trợ làm nhạc với quay đúng không? Đúng rồi, anh làm đi cho. Anh hứa luôn rồi kìa. Hứa rồi nha. Anh hứa. Dạ, cảm ơn Long Nhật rất nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ nghe những chia sẻ của anh Nam Cường sau khi theo dõi tiết mục này. Một tiết mục đã cái phần nghe và đã cái phần nhìn. Tại vì là hai bạn ở trên sân khấu, hai cái giọng nó rất là hợp với nhau. Và cái bài hát này ra khi mà bạn hát á, Cường cảm nhận ra một cái phiên bản hoàn toàn khác với những gì mà anh Long Nhật hay là những nghệ sĩ khác trước đây đã thể hiện rất thành công bài hát này. Riêng với bạn thì nó là một cái phiên bản riêng của bạn luôn, một cái Phượng Hồng kiểu khác. Nên nãy giờ mọi người hơi đùa dưới này đó, Phượng là nhuộm đỏ luôn. nó rực luôn, giống như là một cái cây Phượng đỏ rực vậy đó. Thì bạn mang cái cảm xúc đó. Thực ra thì hát kiểu nào cũng không quan trọng, quan trọng là có mang được cái cảm xúc cho người nghe hay không. Và bạn mang được cái điều đó. Cảm ơn chia sẻ của anh Nam Cường cũng như là các khách mời còn lại. Và một lần nữa cảm ơn Nguyễn Xuân Dũng vì đã cho chúng tôi nghe một bài hát với tiếng hát rất là tuyệt vời của bạn. Đôi câu thơ tôi làm mái treo lượn
quý vị, bây giờ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho tiếng hát của cô gái này. Nếu như chọn, chúng ta nhấn phím A, không chọn thì nhấn phím B. Và mặc dù đây là tiết mục song ca, nhưng quý vị khán giả sẽ chỉ chấm điểm dựa trên tiếng hát và phần biểu diễn của người chơi. 10 giây của quý vị bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Và bây giờ hãy cùng Khanh trò chuyện với cô gái này. Xin chào bạn. Dạ vâng, lời đầu tiên cho phép Thu Thảo xin được gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị đã có mặt hôm nay. Xin kính chào anh Bạch Công Khanh, bốn vị khách mời và tất cả các quý vị đang xem truyền hình ạ. Xin chào Thu Thảo. Cho chị hỏi em có phải là người ở miền ngoài không? Em Quảng Nôm ạ. À, Quảng Nôm, tôi Quảng Nôm. À, Quảng Nôm là đồng hương với bạn Liên á. Dạ. Chứ Rang mà hát hơ dữ đó. Rất là hơ. Rất là hơ. Dù em cũng không chị ạ. Cảm ơn chia sẻ của chị Vân Khánh. Ra đây là một bài hát không dễ hát một chút xíu nào cả. Phải có rất là nhiều yếu tố. Từ giọng hát, phong cách, cái cách nhả chữ, cách luyến lái, cách ngân, cho đến cái kỹ thuật thanh nhạc để mà hát được cái bài này. Thì thực sự là phải chúc mừng hai chị em. Một bài hát quá khó nhưng mà đã đi đến được cái đích cuối cùng trọn vẹn. Anh chỉ góp ý anh một điều nhỏ thôi. Những gì mà em đã làm rất tốt. Giọng hát của em giả thanh rất là tuyệt vời. Nhưng mà chỉ có một cái điều mà em phải cần học ở chị Dương Khánh. Đó là cái sự luyến lái lãng mạn trong câu ca. Khi mà chị Dương Khánh chỉ hát lên á, chỉ không có vô khuôn, mà chỉ buông nhẹ vào cái hồn của chị trong cái bài ca, trong cái lời ca, nó thấu vào trong tim người nghe. Và người nghe cảm giác như chỉ đang là thả hồn trong cái bài đó, và chỉ là nhân vật, chỉ là cái người đang truyền cảm hứng cho người nghe. Em bước ra là em sáng quá trời sáng, em đẹp như một công chúa, em trong veo, cái mặt em trong veo luôn. Giọng của em là rất thích hợp với dòng nhạc này. Và em được sự hỗ trợ của chị Vân Khánh, là bài này là chị Vân Khánh là bài ruột của chị nữa. Chị nhắm mắt lại chị nghe cái giọng của em và Khánh hát chung với nhau á, nó còn thêm một yếu tố quyết định cho em sáng sân khấu ngày hôm nay, đó là cái hòa âm của nhạc sĩ Yên Lam. Cái bài này nhạc sĩ Yên Lam làm quá hay, cho Liên xin khen nhạc sĩ Yên Lam. Dạ, cảm ơn giám đốc nhạc của chương trình. Nó hỗ trợ thêm cho cái phần trình diễn tốt của em hôm nay với chị, giọng của em là tuyệt vời.
cho một bài hát buồn anh đã từng viết tặng em. Hãy quên anh đi anh như cho một bài hát buồn anh đã từng viết tặng em. Hãy quên anh đi em như cho một bài hát là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của cô gái này. Và mặc dù đây là tiết mục song ca nhưng mà quý vị chỉ nhớ dựa trên tiếng hát và phần biểu diễn của người chơi để bình chọn mà thôi. 10 giây của quý vị khán giả bắt đầu. Cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Và bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với cô gái này nhé. Xin chào bạn. Dạ vâng ạ, lời đầu tiên cho phép em xin được gửi tới một lời chào đến bốn vị khách mời, anh MC Bạch Công Khanh, quý vị khán giả đang ở trường quay và tất cả quý vị đang xem truyền hình Vĩnh Long ạ. Em là Hà Thu ạ, em đang là ca sĩ tự do. Anh Nguyễn Hoàng Duy, với tiết mục này anh thấy như thế nào? Với anh thì tiết mục này anh nghĩ để dành cho người bạn của anh nhận xét trước là Nguyễn Văn Trung ạ. Vâng, xin cảm ơn bạn. Dạ. Nếu như bạn đã có lời mời thì mình cũng xin nhận xét. Chào Hà Thu. Khi mà lần đầu tiên nhìn thấy em thì anh không nghĩ em không giọng hát lại nội lực đến như vậy. Và anh rất là vui khi anh Quang Hà lại mang đến chương trình bài hát Xin Lỗi Anh. Bài này là một bài em rất thích anh Quang Hà. Bài của anh Hoài An em rất thích. Và em thích nhất là cái câu mà câu cuối cùng. Hãy quên em đi anh như trong một bài hát buồn. Và cái điều mà em tiếc nuối nhất trong cái tiết mục này á là em ước được nghe giọng Hà Thu hát cái câu đó ở cái đoạn cuối cùng. Bây giờ mình sẽ làm ngược lại ha, đúng không? Để em hát làm lại okay. Nha anh. Dạ. Ok, 2, 3. Hãy quên em đi anh như trong một bài hát buồn em đã từng viết tặng anh. Xin lỗi em. Một câu thôi anh ạ. Một câu thôi. Nó nghĩa là cái mà điều Hà cảm thấy thích thú với khi mà song ca với Hà Thu đó là bạn ấy hiểu ý ngay là đó là có ba câu hãy quên anh đi em thì cái câu thứ hai ấy là cái người nam là họ sẽ hãy quên anh đi em như trong một bài hát buồn, là bạn ấy cũng bè theo cái phần feel của mình một cách rất là nhanh. Thì đó là một cái điều nắm bắt cực kỳ là tinh tế, bởi vì đây là lần đầu tiên chúng tôi đứng trên sân khấu và gặp nhau và hát song ca với nhau một bài hát mà cả hai chưa bao giờ là hát với nhau cả. Thì thật sự đó là một cái điều thách thức rất lớn đối với bản thân Hà. Và Hà nghĩ Hà Thu cũng là như vậy. Thế còn Duy Quỳnh? Lúc mà Thu bước xuống á, em nghĩ bạn sẽ là một giọng nữ cao lanh lạnh lên trên, bay hợp với ngoại hình của bạn, nhưng không, bạn là một giọng nữ trầm. Anh nghĩ là âm vực của bạn cũng khá đầy đủ lắm. Dạ, âm vực khá rộng và lên cao mà khoảng trầm của bạn rất là đẹp. Cho nên là em rất là ngưỡng mộ những ai hát được quảng trầm. Chúc mừng Hà Thu. Cảm quá xinh, quá hay. Mọi người khen nhiều quá rồi ha, nhưng mà không khen không được. Vì nghiêm túc phải nói là em rất là chuyên nghiệp. Thực sự anh cũng, bản thân anh cũng bị đánh lừa bởi cái ngoại hình của em, không nghĩ em sẽ có một cái giọng ca nó sẽ rất là, em xử lý rất là bản lĩnh. Em rất là sáng sân khấu và những cái nốt mà em hát lên cao nó rất là đầy đặn. Đúng là thật sự rất là tuyệt vời, quá chuyên nghiệp. Mình đang bị cuốn theo cái tiết mục thì mình không nghĩ đây là một cái tiết mục ngẫu hứng, và có cảm giác là thực sự đây là một cái sự rất là ăn sam với nhau. Hai người đã giống như là từ đâu đó đã có hát ở đâu trong vô thức rồi, cảm giác như thế. Một lần nữa hãy dành một tràng pháo tay cho tiếng hát của Hà Thu. Anh ghé về thăm Huế một chiều mưa bay bay, rồi anh đi biển biệt để Huế nhớ Huế sâu, để Huế héo Huế gầy. Dòng sông Hương vẫn trong
nước sông Hương còn nồng, mà sao người nỡ đành bỏ dòng sông thương nhớ bơ vơ. Xin ăn
anh nhớ đừng quên Huế và em. Bây giờ sẽ là 10 giây để cho tất cả quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiết mục này. Thời gian dành cho quý vị bắt đầu. Mười giây đã kết thúc. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúng ta sẽ làm quen với người chơi vị trí số 4. Xin chào bạn. Dạ xin chào anh MC. Dạ lời nói đầu tiên cho con xin gửi lời chào tới quý ca sĩ khách mời cũng như là khán giả đang xem chương trình Song Ca Giấu Mặt. Con xin giới thiệu, con tên là Hồ Quang Tùng. Năm nay con 22 tuổi và con đến từ Đắk Lắk. Dạ. Xin chào Hồ Quang Tùng, một chàng trai còn rất là trẻ. Các nghệ sĩ khách mời còn lại chúng ta cảm thấy như thế nào? Tiết mục hát rất là hòa quyện với nhau và chúc mừng Tùng đã có một tiết mục rất hay. Và Tùng ơi, khi mà đặc biệt là khi diễn, khi mà hát song ca với anh Long Nhật thì cực kỳ là phải nhanh nhạy sân khấu, bởi vì ảnh bung chiêu liên tục. Và hồi nãy là có đoạn ảnh đọc ảnh tự sự, và đôi khi nó cái nhạc thì con phải vững, và con đã làm rất là tốt. Cảm ơn Quốc Đại. Chúng tôi rất muốn nghe nhận xét của anh Sĩ Luân. Anh có cho đây là một tiếng hát mà là một đối thủ đáng gờm với người chơi vừa song ca với anh không? Anh Sĩ Luân nghĩ là chắc chắn. Bởi vì ngày hôm nay thì mỗi bạn có một màu khác nhau. Và cái hay hơn hết là giữa các bạn và chúng tôi là những người không gặp nhau, cũng chưa tập dượt bao giờ cả. Nhưng mà cái sự hòa hợp giữa chúng ta rất là tốt. Đây là một cái yếu tố hết sức đặc biệt. Và Sĩ Luân nghĩ là chương trình đã tạo ra một cái sân chơi mà mới đầu chúng tôi nghĩ là sự thách đố, nhưng đây là một cái sự hòa quyện rất là tốt. Chúc mừng bạn có một bài hát rất hay. Cảm ơn Sĩ Luân rất nhiều. Trên tóc ngủ say bên lưng đèo,
Một tiết mục song ca rất ấn tượng vừa rồi. Và bây giờ sẽ là thời gian của quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát này. Quý vị nhớ nha, chúng ta sẽ chỉ hướng đến giọng hát và phần biểu diễn của người chơi. 10 giây dành cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ làm quen với cô gái vừa song ca với anh Hamlet. Xin chào bạn. Lời đầu tiên em xin được gửi nàng và anh Hamlet rất nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ nghe những chia sẻ của các khách mời còn lại. Phương thấy Hamlet Trương và Hạnh An thật sự là giống như một cặp luôn á. Giống như trời xanh một cặp, rất xứng đôi. Và kể cả mặc đồ không biết có hẹn trước không mà sao tông xịt tông dữ. Đẹp hết, nãy giờ Thức cũng nói chuyện với Phương, nói chuyện hai bạn này hợp ghê á. Thứ nhất là trang phục hợp, là giống hai giọng vừa nam nữ bè cho nhau, hay quá chừng luôn này. Thì Phương thấy là thực ra cái bài này là một mình thôi, nhưng mà hát thì thấy không có một mình thôi chút nào, thấy vui lắm. Thấy hai người luôn, giống có một mình đâu như hôm đó Trường ơi. Cảm ơn anh Thanh Đức và chị Lê Phương. Thế còn Kim Tử Long, anh chắc chắn rằng sau cái chương trình này sẽ có rất nhiều người mời em đi hát với một giọng hát và mới một cái giống dáng như thế này. Dạ, một câu nói rất là hứa hẹn à. Thà xót cho ta trăm nghìn trùng diều đông, đừng một lời nào mãi mỉa cho nhau. Đưa ta đi, đưa ta vào cơn lốc, cho mang mang đến tột đỉnh. Này giọt đi em, từng chén buồn cay đắng, chợt ta cười trong nỗi giọt xa đưa. Giọt nữa đi em giọt đầy ly cạn, say dầm ta, say dụng ta như tự thỏa bao giờ. Em cứ vui đi, xin đừng run và đừng sợ, bởi ta say nên thần tượng cũng lưu mờ. Vắng dậy sóng sóng, rót nửa đi em rồi mai về xứ lạ, để mình ta buồn.
cho heo rồi cùng đến giờ ra ngày xót đi em một giọt sầu ly biệt chợ ta về trong nỗi nhớ buồn tênh xin đừng cho ta cho quý vị khán giả tại trường quay. Bình chọn cho tiếng hát của chàng trai vừa song ca với anh Minh Luân. Thời gian bắt đầu. Mọi người ơi nhớ bấm A nha. A nha. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Và chúng tôi sẽ tạm thời giữ bí mật con số này sau khi 8 tiết mục song ca giữa người chơi và khách mời kết thúc. Bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với chàng trai này. Xin chào bạn. Em chào anh Khanh. Em xin chào anh Minh Luân. Xin chào ba vị khách mời còn lại, các bạn trong trường quay cũng như quý vị khán giả đang xem màn ảnh nhỏ. Em xin tự giới thiệu, em tên Châu Văn Tuấn. Em đến từ quê hương Sóc Trăng, miền Tây. Xin chào Châu Văn Tuấn. Tuấn có phải ca sĩ không? Dạ, em là nhân viên văn phòng. Nhân viên văn phòng. Em rất là đam mê âm nhạc và em xin tiết lộ thông tin với mọi người. Em cũng là một nhạc công, em chơi organ trong phòng trà. Thì em chơi đàn thì cũng tầm khoảng 12 năm. Đó.
Thì ít ra thì cũng phải có liên quan gì tới âm nhạc. Bây giờ cho Yến hỏi đi anh Tuấn ơi, rồi bây giờ năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi? Em năm nay 32 tuổi ạ. 32 tuổi, em biết ông nó quá nhiều thứ nó bổ trợ cộng lại với nhau. Đầu tiên là gì? Mê âm nhạc. Cái thứ hai là chơi đàn 12 năm cộng 32 tuổi. Gộp vào trời ơi cái tiếng hát gì mà nó tình, nó sâu, nó đậm đặc, nó kêu. Mãi kêu lắm phải không? Giọng mãi keo là đây nè. Mãi keo luôn đó. Giọng hát mà vừa cất lên một phát là cả em cả chị cùng bật ngửa ra đằng sau ghế luôn. Đáng lý là bài này nghe là phải say đúng không? Nhưng mà say xong mà nghe giọng này là chỉ có muốn tỉnh để nghe tiếp thôi. Và bạn thực sự như kiểu sinh ra là để hát cái dòng nhạc này, bởi vì cái màu giọng của bạn ấy nó vô cùng đặc biệt. Và đặc biệt là ở cái thời điểm này để có một cái màu giọng như thế này nó là một cái sự vô cùng hiếm có nha. Cái giọng hát của Tuấn rất là hay, rất là có chiều sâu, nó mùi lắm. Đó, và cái bài hát vừa rồi cũng rất là hợp Tuấn luôn. Được cái sự phối hợp của anh Luân nữa. Anh Luân cũng rất là cố gắng để cho hai anh em có một cái màn song ca ăn ý. Và để bật lên được cái tinh thần của bài hát là cái sự mùi mẫn. Thiên cảm giác rất là thú vị trong bài hát vừa rồi. Em xin cảm ơn Quốc Thiên. Tuấn Nghĩa ơi, bạn có say bởi tiết mục này không? Mình nói lúc nãy với chị Yến rồi là chỉ cần bạn Tuấn bạn ấy cất giọng lên là cả Nghĩa và cả chị Yến đều bật ngửa ra đằng sau luôn. Và em thấy anh rất thành công ở trong tiết mục này. Cảm ơn chia sẻ của Tuấn Nghĩa. Một lần nữa hãy gửi một lời chúc đến cho Châu Văn Tuấn. Khanh hy vọng tiếng hát này sẽ ngày càng đến gần hơn với tất cả chúng ta. Người nào hứa yêu tôi chọn đêm mãi thơm thôi. Người ơi hãy mau lên, còn chờ gì không đến. Người hãy đến bên tôi, dạy tôi biết vui cười, dạy tôi nói xin cảm ơn đời, còn thương tôi. Trước khi được bắt đầu, trước khi kịp
xin cảm ơn đời còn thương tôi. Người nào hứa yêu tôi chọn đêm mãi không thôi, người ơi hãy mau lên còn chờ gì không đến. Người hãy đến bên tôi dạy tôi biết vui cười, dạy tôi nói xin cảm ơn đời còn thương tôi. Một tràng pháo tay lớn hơn nữa thưa quý vị. Quá là tuyệt vời. Thưa quý vị, bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả theo dõi trực tiếp tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của người chơi ở vị trí số 5. Khai xin nhắc lại cách thức bình chọn là chúng ta sẽ chỉ căn cứ vào giọng hát cũng như là phần biểu diễn của người chơi ở vị trí số 5. Và thời gian bình chọn dành cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu. Và thời gian bình chọn đã kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất nhiều. Và chúng tôi sẽ tạm giữ bí mật số điểm mà quý vị vừa dành cho người chơi vị trí số 5 đến cuối chương trình sau khi kết thúc 8 tiết mục song ca. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện với cô gái rất là xinh đẹp đang đứng cạnh nghệ sĩ Ngân Quỳnh và Khanh đây. Xin chào bạn. Dạ, em xin gửi lời chào đến anh Mạch Công Khanh cũng như là tất cả các anh chị nghệ sĩ ở ngoài bên dưới và quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay cũng như là quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Song Ca Giấu Mặt trên kênh truyền hình Vĩnh Long ạ. Em tên là Nguyễn Thạch Thảo, hiện nay em là ca sĩ tự do và là một giáo viên âm nhạc. Wow, xin chào Thạch Thảo. Nãy giờ chị Quỳnh cứ bồi hồi hoài mà rất là vui khi cái bài hát của mình được tròn. Và bé đây á là hợp tác với chị Quỳnh phải gọi là quá suôn sẻ luôn. Từ nhảy cho đến hát. Cái đó là đúng là cái thăng hoa của ca sĩ đó. Chứ thật sự nên nếu mà có một cái sự cơ cấu sắp đặt trước thì cái mặt rất là đơ. Bây giờ thì Khanh muốn nghe ý kiến của ba người nghệ sĩ khách mời còn lại ạ. Cho anh hỏi một câu thôi. Là Thảo, bé Thảo có phải đến từ miền Trung không? Em ở Hội An, Quảng Nam. Quảng Nam, đúng rồi. Anh nghe anh phát hiện là trong cái tiếng nói của em, mặc dù một bài hát rất là sôi động, nhưng anh phát hiện ra cái vị mặn mặn của miền Trung. Rất là đáng yêu. Cảm ơn Thảo. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Chị cho em một cái cảm giác là em được gặp chị cách đây 20 năm hơn. Wow. Thì tự nhiên bao nhiêu cái ký ức nó ùa về. Em chỉ mong là xíu nữa em hỗ trợ một người chơi mà được tròn vẹn như chị hồi nãy, là tiết mục hồi nãy là em cứ nghĩ là đã tập, phải tập rất là nhiều để hát ăn ý mọi thứ luôn, từ cái cách hát rồi cái cách mà khi mà hai người hát cùng rất là đều với nhau. Ngoài cái sự hỗ trợ rất tốt từ chị Ngân Quỳnh thì em đúng là một giáo viên về âm nhạc. Em đã rất nhanh nhạy. Chúc mừng em với lại chị Quỳnh đã có một tiết mục quá đã. Cảm ơn Quốc Đại rất nhiều. Quốc Đại ạ. Thế còn Sĩ Luân thì sao ạ? Anh có cảm thấy tiếc khi mà Thạch Thảo lại thuộc về sự lựa chọn của nghệ sĩ Ngân Quỳnh không? Đúng rồi, rất là tiếc ạ. Tại vì khi mà Thảo vừa cất giọng lên thì anh rất là thích. Bởi vì giọng em đầy, tròn. Và cái điều hay đó là khi mà em phối hợp với chị Quỳnh thì em nương chị được. Chúng tôi đang nghĩ là chúng tôi sẽ là người nương cho các bạn. Thì các bạn nương ngược lại chúng tôi. Thì cái điều hay đó là ở bạn là một giáo viên, bạn sẽ biết cách để làm sao cho tiết mục hay nhất. Chỗ nào sẽ là chỗ chúng ta nhường cho đối phương ca, chỗ nào sẽ là chỗ mình ca. Và anh rất thích ngày hôm nay, trang phục em rất là đẹp, rất là tự tin. Ngày hôm nay thì sẽ luôn nghĩ là 8 giọng hát này sẽ rất ấn tượng và sân chơi này sẽ rất là gây cấn. Cảm ơn chia sẻ của anh Sĩ Luân.
Thưa quý vị, bây giờ là thời gian cho quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho tiếng hát của cô gái vừa song ca với diễn viên Lê Phương. 10 giây dành cho quý vị, bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Em cùng Khanh làm quen với cô gái này nhé. Xin chào bạn, hãy giới thiệu về mình nào. Em chào anh Khanh, em chào chị Phương. Thế Chi xin được gửi lời chào trân trọng đến quý khách mời, quý vị khán giả có mặt tại trường quay cũng như quý vị đang theo dõi qua sóng truyền hình Đài Truyền hình Vĩnh Long ạ. Xin chào Thái Chi, tiếng hát của bạn rất là ngọt ngào. Hai bạn đều dễ thương. Và khi mà bạn Thái Chi bước xuống thì Hà thấy rằng tất cả cái sự bao quát của bạn ấy, bạn đều có thể tự chủ được, từ góc máy quay, từ cách bạn ấy diễn, từ cách bạn đưa tay ra để nắm tay Lê Phương. Rồi, chia sẻ của anh Quang Hà. Thế còn chị Ngọc Linh thì sao? Chị bước xuống á là như một nàng tiên vậy đó, có cánh nè, đi xuống mà sang trọng lắm. Cười tươi nữa. Thì thật sự lúc đầu nếu mà Phương mà không chọn á, em xuống vậy chị cũng không nghĩ em hát cái dòng nhạc này luôn á. Chúc mừng em. Cảm ơn chị Ngọc Linh. Dạ, em cảm ơn chị Linh. Thực sự là Khánh cũng thích cái luyến lấy của Chi á, tình cảm lắm. Khi mà hát cái bài với Lê Phương á, thì Chi cũng đã làm rất là tốt cái phần của mình, tức là đưa vô những cái câu luyến lấy trong dân ca, thấy cái cách xử lý cái cột hơi, cái rung của Chi á, cũng khá là ngọt ngào. Trong số 8 bài hát mà mình phải tập luyện á, Thái Chi có thể hát một ca khúc khác mà không phải là dòng này được không? Dạ, một trong 8 ca khúc mà Chi thích nhất đó là bài Ước Gì của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh ạ. Ước Gì, dạ, một đoạn con tặng cho chúng tôi nhé. Em đã biết cô đơn là thế, mỗi khi cách xa anh. Từng đàn chim cuối chân trời biết tìm nơi bình yên. Ước gì anh ở đây giờ này, ước gì em được nghe giọng cười và hơi ấm đã bao ngày qua mình luôn sát vai kề. Rất là tuyệt vời, dòng nào bạn hát cũng rất là ngọt ngào đấy ạ. Và một lần nữa cảm ơn diễn viên Lê Phương và Thái Chi. Bây giờ sẽ là tiết mục Vị Ngọt Đôi Môi, mời quý vị thưởng thức. Wow. Trong tình yêu làm sao biết ai luôn chân thành, trong tình yêu làm sao biết ai hay lừa dối. Xin hãy cứ yêu đừng nên bối rối, trái tim tự tìm ra lỗi, bước qua gian dối người ơi. Anh nhìn em cứ thế trong đây, mắt em dịu dàng. Em nhìn anh một trời hoa bướm lung linh tỏa sáng. Muốn nói thế nhưng cần chi phải nói, hãy nghe lòng ta khẽ khẽ hát câu yêu chỉ một người. Khi thời gian như đứng yên lại, quá điên dại ôi chiếc hôn nồng, giữa hơi thở để mê ngây ngất đắm say vị ngọt đôi môi. Cho dù mai vật đổi gió rời, trái tim này cũng chỉ một người, dù phải chịu trầm luôn muôn nghìn kiếm vẫn yêu một mình em thôi. Trong đây mắt em dịu dàng, mắt em dịu dàng. Em nhìn anh,
một trời hoa bướm lung linh tỏa sáng. Muốn nói thế nhưng cần chỉ phải nói, hãy nghe lòng ta khẽ khẽ hát câu yêu chỉ một người. Khi thời gian như đứng yên lại quá điên dại, ôi chiếc hôn đầu đôi môi cho dù vai vẫn đổi sao rời, trái tim này cũng chỉ một người. Dù phải chịu trầm luân muôn nghìn kiếp, vẫn yêu một mình em thôi. Khi thời gian như đứng yên lại quá điên dại, ôi chiếc hôn đầu giữa hơi thở đêm chỉ một lời. Dù phải chịu trầm luân muôn nghìn kiếp, vẫn yêu một mình em thôi. Dù phải chịu trầm luân muôn nghìn kiếp, vẫn yêu một mình em thôi. Yeah. Bà chuyển tâm khó dữ. Thưa quý vị, bây giờ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của cô gái này. 10 giây bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều ạ. Và bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với cô gái này nhé. Xin chào bạn. Dạ, em xin chào tất cả các khách mời ngồi đây ạ. Em xin chào các khán giả ở trường quay cũng như đang theo dõi chương trình. Em tên là Khánh Huyền ạ. Xin chào Khánh Huyền. Bạn đến từ đâu? Dạ, em đến từ Hà Nội ạ. Hiện tại thì bây giờ em là ca sĩ tự do ạ. Ngày hôm nay bạn cảm thấy như thế nào khi được song ca với anh Quang Hà? Dạ, đây là lần đầu tiên em song ca. Cũng hơi run ạ. Có hạnh phúc không nào? Dạ, rất là hạnh phúc. Tại vì Khánh cảm thấy anh Quang Hà thật sự hỗ trợ cho bạn trong tiết mục này. Vì mình là cái người bổ trợ mà, thế nên thôi thì mình chấp nhận cái vai trò là thôi hát lép vế một chút xíu và đưa tất cả những câu hát hay nhất, những quãng đẹp nhất cho Khánh Huyền. Còn bản thân Hà thì Hà nghĩ rằng là Khánh Huyền là một ca sĩ trẻ, một cái giọng hát cũng khá là nội lực. Thế nhưng mà đôi khi lên sân khấu còn hơi rụt rè một chút xíu. Cảm ơn chia sẻ của anh Quang Hà rất nhiều. Chúng ta sẽ nghe chia sẻ của anh Nguyễn Văn Trung. Anh thấy thì giọng của Huyền rất là quyện với lại giọng của anh Quang Hà. Bởi vì cái màu giọng và cái phong cách hát, cái cách nhả chữ hay làm cái bài hát đó, nó gắn kết với nhau. Nhưng mà anh muốn là trong cái bài hát này, từ cái nội dung đến cái tiết tấu của nó là nó phải cho người ta cảm thấy được cái sự đê mê, cái sự say mê trong đó. Anh tiếc là hồi nãy Huyền ở trong đó nên Huyền không có thấy được cái phản ứng mà Quỳnh đã tạo ra với lại cái bạn trai số 2 á. Nó say mê lắm. Không, nhưng mà anh phải thông cảm là tại vì Huyền có nói là đây là lần đầu tiên Huyền song ca luôn. Lần đầu tiên. Đó. À, cho không nên... sao em, dạ. Lần đầu tiên thì không sao. Ngoài lý do đó ra thì còn áp lực nào khác không? Khánh Huyền. Dạ, đừng bạn không mọi thể nở một nụ cũng... cười tươi như thế hoài được đâu. Cười là có nhiều anh chết mê chết mệt đấy. Điển hình như anh Nguyễn Hoàng Duy. Ấy chết anh. Vợ anh hay xem chương trình, vợ anh thấy là anh lại bị cấm túc không có được cho tiền ăn sáng đấy. Nghiêm túc mà nói thì anh rất là thích giọng của Huyền. Hôm nay anh có cảm giác Huyền hơi bị nhát. Giá như mà em mạnh dạn em song lên một phát là cả hai người song ca rất là hay. Vì anh cảm thấy là bên trong em cái nội lực nó vẫn còn rất là nhiều. Và có những lúc khoảnh khắc thôi, có những khoảnh khắc đâu đó em quên mất rằng là tất cả mọi thứ em gạt bỏ hết thì em hát những cái đoạn rất là hay. Hoặc có thể đây không phải là sở trường của Khánh Huyền. Dạ, đúng rồi. Trong số 8 bài hát bạn phải tập thì đây có phải là ca khúc nặng nhất không? Dạ, thật ra thì trong 8 ca khúc mà em tập thì em có thích ca khúc Chiếc Khăn Gió Ấm hơn ạ. Và bạn mong muốn được diễn bài đó nhất. Ồ, đó là bài hợp chứ. Hai người rụt rè là hợp rồi. Chắc chắn là của nhạc sĩ rồi. Bây giờ bạn hát tặng anh Nguyễn Văn Trung một câu đi nào. Anh cho em đêm lung linh và tiếng sóng nơi bé lá, gửi em những ngôi sao trên cao, tặng em chiếc khăn gió ấm để em thấy chẳng hề cô đơn, để em thấy mình gần bên nhau, để em vững tin và tình yêu hai chúng ta. Trời, em thấy anh Trung anh ấm toát mồ hôi luôn nè anh. Trung hôm nay có mang theo cái khăn nào không? Anh giống như là một cục đá lạnh. Nếu mà anh Hà là một
nhóm lửa thì anh là một cục đá lạnh mà em đã làm anh tan chảy luôn. Ước gì hồi nãy là mình đã bấm với lại Khánh Huyền để mình cùng xong ca bài này. Không, tại anh chưa tới lượt đó. Anh xui thôi. Vâng ạ, một lần nữa hãy dành một tràng pháo tay cho cô gái Khánh Huyền. Một tiếng hát rất đẹp và hy vọng rằng bạn sẽ nhận được bình chọn của khán giả thật cao nhé.